Chị tôi, Lý Lệ Hà thường dọa dẫm, trời không cho ai tất cả. Với nhan sắc lộng lẫy và cuộc đời vương giả thế này thì cũng đồng nghĩa với việc ba chị em chúng tôi sẽ mất đi một thứ gì đó. Là thỏi son khảm vàng phiên bản giới hạn hay là chiếc túi chỉ có vài người trên thế giới được sở hữu. Không, tôi phải có mọi thứ tôi muốn. Nhan sắc và tuổi trẻ theo thời gian cũng hao mòn. Tiền bạc hả? Tin tôi đi, càng nhiều càng vô nghĩa. Chỉ có quyền lực mới thật sự là mục đích tối thượng của cuộc đời này. Tôi là Lý Linh. Tôi sinh ra là để trở thành Phượng Hoàng. Honey, don't worry. Chỉ còn một chữ ký nữa của chủ tịch là xong thôi mà. Book my meetings at 11 o'clock. Yes, ma'am. Nhưng mà việc của em là ký. Bravo! Empire Asia's iconic building is finally ours. Well, we also have to thank Miss Lin for all her hard work and effort in convincing Mr. Lam Quat to hand this building over to us. No need to thank me. However, you should start thinking about how you're going to explain this to the board of director. Once they hear that you pay more than $50 million more than other bidders for this outdated building. Good luck.